các bác, cô chú anh chị. Mát mẻ quá, lại làm cây tiếp các bác ơi. Đây, video này nhặt cây này các bác nhé. Mỗi ngày làm một cây. Thôi thì ta cứ công việc thì vẫn phải tiếp diễn thôi. Thì cố gắng mỗi ngày làm một cây, làm một cái video là vui lắm rồi các bác. Này làm cái làng này đi. Mày làm cái làng này. Đấy, làm cái làng này thì trình bày lại các bác là cái cây ông anh ông để ở chung cư và có cái ban công kính, chắn kính cho nên là lá nó như này. Đấy, thì thôi qua đây bảo dưỡng tí và nếu mà đẹp thì có thể mình lại múc lại hoặc là các bác tùy. Đấy, các bác nhá. Bây giờ nó làng rất là hay đấy, nhưng mà nếu mà ở vườn của tôi thì chắc là nó xong rồi. Nhưng mà bên đấy thì hơi khó. Đây, đốt điếc dài nó bị dài vì nó vươn đây. Nó luôn trong cái tình trạng nắng không đều và trong lồng kính. Đấy, thì bây giờ tôi làm cái này. Tôi cắt ra thì các bác mới nhìn được chứ bây giờ nó cũng rậm rạp lắm. Đấy, các bác. Úi dồi, ong. Rồi, xiết em nó. Xiết em nó. Không biết cắt gì đâu thì cứ thế mà phan xung quanh quá cho nó dễ nhìn nhé. Nhiều khi là cứ mạnh dạn làm là nó ra quá chứ cứ không dám làm là không bao giờ làm được. Mạnh dạn cây của mình chấp nhận có thể sai, có tính toán trong đầu rồi là được rồi, không dám làm thì mới sợ. Này, thay thùng xốp khác được rồi anh ạ, tí nữa trồng thêm một lượt thùng xốp khác cho rộng, vẫn để nguyên như thùng lượt thùng xốp này. Nhật đi các bạn. Trồng nước Nhật. Nước sốt mà nước Nhật. Đấy, cái cây me đất này với cây dâu má lá nhỏ. Rất là mất chất dinh dưỡng luôn. Kín cả đất luôn. Nó mọc cục kiếp. To đầu cắt trước. To đầu.
đẹp. Lại phải nói tục cái các bác, đẹp vãi cái đái luôn. Đây là tay mình xong lâu rồi. Còn tay cút đầy đủ hết rồi mà. Xây bông như thôi. Nhiều đầu quá. Thank you.
Ok, ra dáng làng chưa các bác? Rồi mới chiến xong em nó các bác. Đấy, tí nữa lít cái này xuống tí. Lít cái này xuống tí, đợt trước tôi vát cho nó phát đầy mà nó đã liền liền rồi này. Lít xuống tí, nhưng nó cơ bản nó như này thôi. Đấy. Mềm lắm. Đấy. Các bác nhìn này. Cây dáng làng cỡ chắc độ cỡ 15 phân. 15 phân mini cầm tay cho vào cái chậu tàu. Cho chậu tàu đến đây. Dài đến đây. Đấy, quá đẹp. Chứ để thùng xốp này hơi bẩn bẩn. Ôi, nó là đồ chơi, nó là cái đồ chơi lạ lạ hay hay. Một cây xanh dáng làng. Vừa có cốt. Cốt đây. Mà lại vừa có vách. Đấy. Vừa có cốt vừa có vách các bác nhé. Đấy, thì nó quý hơn là chỉ có vách. Đấy, cốt đã quý rồi, có cốt có vách các bác này. Mà dáng làng thì nó có cái hồn là cái vách các bác. Đấy, vách đây. Chất liệu xanh quê nó hay ở chỗ đây. Vách nó rất là hiền hòa, rất là nhẹ nhàng, bay bướm. Còn vách của Nam Điền thì nó thiên về kiểu như quan võ ấy các bác. Một đàng quan văn, một đàng quan võ. Mà làm dáng làng thì cũng được, nhưng mà đối với những cây to thì có vẻ hay hơn. Thì tùy mỗi người cảm nhận, nhưng mà theo cái nền văn hóa ấy, thì của miền Bắc mình thôi, Bắc Kỳ ấy, thì dáng làng thì nó liên tưởng đến những cái gì nó hiền hòa, nó bao dung hơn là những cái đồ sộ kia. Đấy, thì xanh quê nó có ưu thế hơn. Đấy, như vậy các bạn. Mặc thích không? Chất lượng thì các bạn cho lên chậu tàu cũ thì chấm hết đấy. Em rất thích cái chậu tàu cũ, cho cây này lên. Chậu màu rất đơn giản thôi. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Mai làm tiếp cây kia.